Hello, xin chào các bạn. Nếu các bạn là đầu tiên xem video hướng dẫn các dự án Edo trên kênh YouTube của mình cũng như các bạn là đầu tiên theo dõi các dự án Edo trên kênh Telegram của mình thì bớt chút thời gian cho mình nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thưa các bạn, trong video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người kèo Edo đến từ Massiver Edo. Tham gia dự án này mọi người có cơ hội ăn chia 250.000 token Smallness dành cho 10.000 suất random may mắn mọi người nhé. Ok, để tham gia kèo Edo này thì mọi người sẽ vào link dưới phần mô tả cho mình, sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên biểu mẫu glam.eu cho mình nhé. Vào đây này, thì khi bước đầu tiên mọi người đăng nhập, đăng ký vào tài khoản này. Sau đấy mọi người sẽ download cái app game và sign up này, cũng như mọi người sẽ nhập username của mọi người vào đây cho mình nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ đăng ký sau, lát nữa mình sẽ đăng ký sau. Bây giờ mọi người follow cái tờ nhiệm vụ đầu tiên đi. Các bạn mở cái Twitter lên, nếu các bạn chưa follow thì nó sẽ bắt buộc mà follow nhé. Bây giờ join vào kênh Discord này mình. Ở đây bấm chấp nhận lời mời. Rồi các bạn kiểm tra xem các bạn đã join đúng kênh đi nhá. Ở đây mình kiểm tra xem nào. Hình như mình chưa join. Ở đây kênh Discord của mình đã đầy rồi thì mình sẽ cần thoát bớt một số nhóm mọi người nhá. Ở đây các bạn nếu như kênh Discord của các bạn đầy rồi ấy, thì mọi người cần phải thoát bớt một số nhóm. Ok đây. Rồi, thoát bớt số nhóm xong các bạn join lại cho mình. Bấm chấp nhận lời mời này. Đấy, khi các bạn join thoát bớt số nhóm xong, join lại thì nó sẽ hiển thị như thế này nhá. Bây giờ các bạn bấm vào chữ verify này. Ok. Đã xong đúng không? Kéo trên đây mọi người verify cho mình tài khoản đây này. 173 rồi đúng không? Rồi, kéo sang phải này. Đã xong. Bấm vào welcome này. Ở đây verify này, tích vào đây, đấy, như vậy là xong mọi người nhá. Rồi, đã xong, bây giờ quay trở lại Edo đây, các bạn tích vào con tin. Tiếp theo do vào kênh Telegram. Bấm tham gia kênh Telegram đây cho mình nhá. Ở đây mình đã tham gia sẵn rồi, quay trở lại luôn, tích vào con tin. Ok, commit to Facebook. Ở đây mọi người sẽ bấm vào kênh Facebook này. Follow kênh Facebook cho mình nhé. Bấm theo dõi này. Đấy. Sau đó quay trở lại luôn. Tích vào con tin. Rồi follow kênh Medium. Ok, ở đây các bạn bấm follow nhé, nếu như các nó chữ có chữ màu xanh như thế này này, mọi người để ý cho mình này. Đấy, như thế này là chưa follow nhá. Còn bấm như thế này, đấy là nó follow rồi nhá. Rồi quay trở lại cho mình tiếp tục. Tích vào con tin. Ok. Địa chỉ ví, ở đây các bạn sẽ copy địa chỉ ví MetaMask của mọi người nhá. Sau khi mọi người kết nối địa chỉ ví MetaMask, ở đây các bạn sao chép địa chỉ ví MetaMask cho mình này. Hoặc là chúng ta sẽ cần phải đăng tải app này về trước. Bây giờ chúng ta sẽ tải app này. Mọi người sẽ bấm vào cái hình trên cùng này. Đấy. Mọi người sẽ bấm vào. Nếu như các bạn dùng iOS, mọi người bấm vào đây. Còn nếu các bạn dùng Google Play thì mọi người bấm vào đây cho mình nhá. Sau đấy nó sẽ giao diện như thế này. Đây. Mọi người để cho mình này. Giao diện của app đây. Đấy. Nó sẽ có giao diện như thế này. Mọi người tải về cho mình. Cài đặt này. Cái bước cài đặt này thì nó sẽ... tùy thuộc vào mạng của mọi người nhé, nhanh hay chậm mà thuộc về tùy thuộc vào mạng của mọi người, nó cũng chỉ có 53,83 MB thôi. Ok, sau khi đã tải app xong rồi, các bạn bấm chữ phát cho mình. Ở đây nó sẽ có giao diện game mọi người nhé, mọi người phải bấm đăng ký tài khoản trên này cho mình đó. Con phim cho mình. Ở đây các bạn bấm đường download Star Mini Game. Ở đây các bạn có thể bấm cài đặt tắt phim cũng được nhé. Đây mình sẽ cắt phim còn hơi to. Như vậy là mình đã tắt chuông rồi nhá. Mọi người đã sẽ đập đặt để cho loát này.
Cái bước tải này hơi lâu đấy mọi người, để cho mình này, nó phần trăm dưới này nhá, nó chạy hai đường nhá, đường giữa cùng với này nó quan trọng nhất này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào game mọi người nhá, bấm vào chữ play này. Đấy, nhập username của mọi người này. Sau nhập mật khẩu nhá. Ok, mật khẩu cái này thì các bạn có thể nhập qua rồi. Rồi bấm vào đây. Sau đây bấm vào login. Login. À, sau đây mọi người nhá, bấm vào chữ register new account này đấy. Nhập username này, nhập mật khẩu, nhập lại mật khẩu, sau đó bấm vào sign up cho mình nhá. Bấm sign up cho mình. Rồi. Ok, bấm vào chữ Z này. Đấy. There were Nó sẽ bấm bỏ crystals qua cho mình shining nhá. bright with infinite. Bấm nickname này. Ok này, bấm vào con phim. Ok, bấm chữ Z. Đấy. Tạo nickname. Rồi. Bấm skip bỏ qua này. Z. Đấy. Ok. Advance. Ok. I'm bored. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại AirDot này. Sau khi quay trở lại AirDot thì các bạn sẽ nhập cái username, tức là username lúc nãy mọi người đăng ký tầng ngoài cùng nhá. Đây, nhập username của mọi người vào đây. Đấy, sau đó bấm một con tin. Rồi, ở đây là show picture game. Ở đây là nó bảo là mọi người sẽ chụp cái ảnh xem nào. Mình dịch xem nhá. Ở đây nó bảo là gửi ảnh chụp màn hình trong trò chơi của màn hình chính, môn nước của bạn bao gồm tên người dùng của bạn. Bạn sẽ có thể nhìn thấy nút màn hình chính sau khi chơi trong bao giờ. À, ok rồi, chúng ta phải cần phải chơi game một tí nhá mọi người nhá. Như vậy các bạn cần phải chơi game một tí này. Đấy, các bạn power of the realm. 20 giây mọi người nhá. Đồ họa khá đẹp mọi người ạ. Game này đồ họa khá đẹp. Đấy, nó tự động. Đấy, giết boss này. Ok. Đã xong, level 1. Rồi, bấm qua chữ này. Đấy, tiếp tục bấm skip này, bỏ qua này. Bấm Z này. Rồi. Ở đây mọi người sẽ bấm trả lời hoặc skip nhá, tôi skip này. Bấm tôi đồng ý đi. I like. Nó bảo download ở đây này. Cái tên này. Đấy. Tiếp tục đánh nhau. Bấm mũi tên dưới này, ở đây nhá, cũng mũi tên này là bỏ qua thôi. Bấm con phim. Ok. Ok, sau khi thắng thì tiếp tục mọi người sẽ bấm vào đây, mở rương này. Need more help. Trang chủ này, mũi tên. Need more help? Nó có hướng dẫn mọi người nhé. Chúng ta mới chơi lần đầu nó sẽ có hướng dẫn đấy. Đấy. Ok, bây giờ các bạn chụp ảnh màn hình lại cho mình nhé. Đây, đây là trang chủ của mọi người. Chụp ảnh màn hình lại cho mình này. Sau đó quay trở lại AirDot đây này. Các bạn sẽ quay trở lại AirDot cho mình này. Đấy, các bạn sẽ bấm vào chữ đây. Bấm vào đây này. Bấm vào cái nhiệm vụ này nhá. Đây, sau đó cái upload cái ảnh này vào đây cho mình. Upload ảnh này. Chọn cái ảnh vừa chụp màn hình xong. Mọi người cần phải chơi game khoảng một tí nhá. Đấy, chụp ảnh màn hình này. Sau đó bấm chọn này. Ok, bấm đợi cho nó load lên nhá. Xong được ta.
Rồi, đợi một tí. Ok, bấm con tin. Khi upload ảnh xong, bấm con tin nhé. Ok, bây giờ nhập địa chỉ ví này. Hình như các bạn sẽ copy địa chỉ ví mạng lưới PC của mọi người thì phải. Trên ví MetaMask này. Các bạn copy địa chỉ ví MetaMask cho mình. Rồi, vào đây các bạn sao chép địa chỉ ví MetaMask của mọi người. Đấy. Sau đó gửi địa chỉ ví MetaMask vào đây. Ok, bấm một con tin. Rồi, tiếp tục cái gì đây? Review và end restaurant. Cái này thì review tức là xem. Đây, bấm vào đây 5 gạch là 5 sao cho mình. Đấy, xong. Đấy, đánh giá các bạn đánh giá nhé. Đánh giá cái app này. Sau đây bấm con tin. Đấy, retweet là bài đăng trên kênh Twitter này. Ở đây bấm tweet lại bài đăng ở trên kênh Twitter cho mình. Rồi. Sau đó thả tim. Ok, sau đó quay trở lại Eros đây, tích vào con tim cho mình nhá. Ok. Và nhiệm vụ cuối cùng ở dưới này mọi người sẽ có một cái link để mọi người giới thiệu bạn bè người thân để tham gia dự án Eros này nhá. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video. Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người Eros đến từ dự án Monus Massiver. Tham gia dự án này mọi người ăn chia 250.000 token Monus mọi người nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.